Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ sau gần một năm xây dựng và lấy ý kiến. Phương án được Bộ Công Thương đưa ra lần này không khác nhiều so với đề xuất hồi tháng 9 năm 2022. Trong đó, sẽ rút ngắn bậc thang cho giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, thu hẹp khoảng cách các bậc đầu tiên và nới rộng cách tính giá ở các bậc cuối. Cụ thể, giá thấp nhất bậc 1 khoảng 1.728 đồng trên 1 kWh và cao nhất bậc 5 là 3.457 đồng trên 1 kWh. Trao đổi với lao động, Tiến sĩ Ngô Đức Lâm, Nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương cho rằng thời điểm này chưa nên đưa ra lấy ý kiến cơ cấu biểu giá bán điện lẻ bởi ngành điện đang thuộc diện thanh tra. Nhưng mà trong khi hiện nay thì cái ngành điện còn bị tồn tại rất nhiều vấn đề mà trong vừa qua Quốc hội đang có chất vấn rất nhiều vấn đề và có yêu cầu phải thanh tra từng bước. Nếu bước một hiện nay là đang tiến hành Bộ Công Thương đang tiến hành thanh tra EVN trong việc thực hiện cái chức năng của mình. Thì bây giờ lại cho Bộ Công Thương để liên tiếp chuẩn bị cho cái vấn đề bán cả tổ, vấn đề bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang từ 6 bậc xuống 5 bậc. Thì theo tôi là cải tiến đã tốt, nhưng mà cải tiến thời điểm này chuyên gia cho rằng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới, về lâu dài cần khắc phục những bất cập trong việc bù chéo giá điện giữa các hộ tiêu dùng, có giải pháp căn cơ về giá điện để ngăn tình trạng thiếu điện, đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn. Là bù chéo lẫn cho nhau, thì thực chất bù chéo lẫn cho nhau, tức là những người tiêu dùng điện lấy của người này bù cho người kia, người dùng nhiều bù cho người mà cái bù chéo đó là nó không đúng với quy luật thị trường. Đang áp dụng quy luật thị trường thì bên bán điện áp dụng thị trường thì người tiêu dùng cũng phải cho người ta áp dụng là cái đó. Ví dụ như áp dụng một giá, nếu tôi dùng nhiều tôi giảm nhiều, tôi dùng ít tôi giảm ít, tôi giảm nhiều thì nhà nước thu cái thuế đó để bù cho những người áp dụng thấp, chứ không phải rằng là nhà doanh nghiệp lại lấy của nhà cho người khác. Nhà doanh nghiệp không có quyền được làm điều đó theo luật pháp. Thế cho nên là cái bù chéo là không hợp lệ, trường mộng cũng ít hiệu quả. Việt Nam đang trong lộ trình phát triển thị trường điện và thực hiện chuyển đổi năng lượng. Do đó, dù có cơ cấu biểu giá mới được ban hành, nhưng những bất cập trong cách tính giá điện chưa thể khắc phục sẽ gây tác động không nhỏ đến một số đối tượng sử dụng. Chính vì vậy, cơ chế giá điện cần được xây dựng gắn với thị trường, đảm bảo việc xây dựng biểu giá điện minh bạch và công bằng.